Sáng nay, nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, Ban Liên lạc cựu tù chính trị và tù binh thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình họp mặt giao lưu Những người tù không số. Chương trình nhằm tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam anh hùng, những người tù không số, họ là những người con sinh ra hoặc bị bắt cùng mẹ và lớn lên trong tù. Bà Lê Thị Hợp từng làm công tác hậu cần, đảm nhận công việc tải gạo, cung cấp lương thực cho bộ đội đang làm nhiệm vụ nơi chiến tuyến. Trong lần thứ ba bị địch bắt vào tù năm 1972, bà đang mang thai tháng thứ hai. Mẹ có con chưa đẻ thì ở trong đó, nhưng mà sanh trong đó là tự mình sanh rồi thì nó đặt tên cho con mình. Tới chừng ký hiệp định đó, trao đổi tù binh đó, ra Bắc ở ngoài 3 năm. Cũng là người chiến sĩ cách mạng bị địch bắt đi tù khi đang trong thời kỳ thai nghén, bà Út Hiền còn nhớ như in nỗi đau cùng cực khi kẻ thù dùng chính sinh linh bé nhỏ để uy hiếp, lung lạc người mẹ. Trong hoàn cảnh gian khổ đó, bà càng trân trọng hơn tình cảm của chị em bạn tù đã yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Trong phòng là cũng phải 60-70 người là có con hết á. Đó, rồi rất là giúp đỡ với nhau vậy thôi chị em. Nhưng mà ai sửa nhiều thì cho có người khác bú. Đó, tới chừng mà mình gửi về được đó, rồi bắt đầu mới chấm vào tờ. Đó, bắt đầu nó mới đài đi. Những người tù không số là những người con sinh ra hoặc bị bắt cùng mẹ và lớn lên trong tù. Họ không có án tù, không có số tù, nhưng họ vẫn bị ở tù và chịu số phận của một người tù. Những ký ức tuổi thơ đặc biệt ấy chỉ được nghe mẹ và người thân kể lại. Tuy cực khổ, đau thương, nhưng tất cả đều có chung cảm xúc, đó là niềm tự hào. Lúc sinh ra trong tù thì nghe mẹ kể với mấy dì kể lại là con nhỏ xíu như là cái con chuột vậy đó. Tại vì mình thiếu ăn, thiếu uống. Cái bức tranh này là mẹ đã thêu ở trong ngục tù Côn Đảo để cho mẹ thêm một cái ý chí, một cái tinh thần để mà chiến đấu với kẻ thù. Mong một ngày chiến thắng, mẹ con mình sẽ được sum họp. Thành phố Hồ Chí Minh hiện còn 67 mẹ là cựu tù chính trị, tù binh và 66 người con của những cựu tù này. Chủ yếu đang sinh sống ở các vùng ven, đời sống cũng gặp nhiều khó khăn. Ban Liên lạc cựu tù chính trị và tù binh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan có thêm những chính sách hỗ trợ đối tượng này. Tạo việc làm thêm cho gia đình, cho con cháu của chính các cháu để nó có cái cuộc sống ổn định. Ban Liên lạc thành phố thì cũng có cái quỹ đồng đội để mà lo cho những người bị bệnh nan y. Kiến nghị là những cái người mà quá khó khăn thì thành phố nên có một cái trợ cấp thường xuyên như thế nào đó để giúp họ nghe là vượt qua được cái gian khổ trước mắt. Phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách, tại chương trình, các đại biểu đã quyên góp số tiền 161 triệu 100 ngàn đồng, đóng góp vào quỹ chung một tấm lòng của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, ủng hộ đồng bào miền Bắc, miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai.